đi ăn tất niên nhà sếp mà cứ như đi ăn trộm này. Chị Quỳnh, cái gì đấy? Chị gì đấy? Kế toán, chị vào trước đi. Mày vào đi. Úi giời, tao vào thì cũng được thôi, nhưng hôm trước sếp vừa mắng tao vì cái tội ký không hóa đơn, hôm nay sợ sếp bon mồm mắng tiếp mất vui. Chị ơi, em còn sợ hơn. Tui đã. Chú trẻ khỏe vào đi. Đúng rồi, anh vào đi. Tui vào đi. Sao lại là em à? Thế ở đây toàn trưởng phòng, phó phòng. Thế giờ mày là bảo vệ, sai việc mày không nghe hả? Vào. Mạnh dạ lên. Bình bình tĩnh nhá, anh xin mình. Ông xe ông ngay đi cho rồi. Bình tĩnh đừng nóng em ơi. Thôi cút mau không lắm lời. Tôi đã lên cơn khủng là tôi tát rơi răng. Răng sếp bay đâu mất rồi. Đéo mất rồi. Đừng có tìm nữa. Đây thôi. May nó toang ra trên đùi, chứ nếu toang chỗ này là cù lôi mất rồi. Lạnh căm căm như này. Lạnh quá. Nhớ nó theo đi thì gay. Quá khổ. Thằng tốn cái quần ngay. Úi giời, mặc quá vừa nhìn đi. Dù đúng hơi rộng một tí. Tưởng hôm nay sang nhà. Tưởng hôm nay sang nhà. Xếp cho nó xây tiệt ra. Nó tiệt bố. Thì anh đâu có ngờ vợ anh lên cơn dầu. Mụ chưa giết anh vẫn là may. Hòa hết mắt. Mình sang tạp quán kia thôi. Được, quán đi được. Nhưng túi anh không xu nào. Mụ đánh anh vợ đầu, có kịp mang ví theo đâu. Em có ai điên như này. Như nào? Nhà em thì ở ngay đây. Ngày đầu. Nếu các anh không thấy phiền, em tốn cũng không lấy tiền. Mời anh em đến nhà nhá. Nhà cửa bừa bãi vậy ư? Dọn máu không ngon quánh cho giờ. Bộ vét nơi cuối tháng này ông đi đám ma, phơi ngay ra sân cho là đỡ khắm. Chậu bát đĩa cô ngâm chiều qua, sáng hôm nay nó thối lên rồi. Nay có sếp tôi thăm nhà nghe rõ chưa? Liệu hồn kèo mà tôi trong cô vỡ mồm. Phơi quần áo thôi cơm, có cơm liền. Ri rửa bát, em rửa luôn. Ri nhặt rau, xong hết rồi. Nay nhà có cái gì ăn? Dạ dưa xào lăn, chuối kho tàu. Không được, mua thịt chó, mua vịt quay, mua cà thê. Bố không? Chó. Chó. Đấy. Chó. Quá. Tôi ngắt cho gan này. Cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin sếp ạ. Ăn gì bổ nấy. Dạ. Ăn cho gan nó to mà ghi không hóa đơn. À, cô kia. Phổi. Em xin ạ. Ăn gì bổ nấy. Ăn cho phổi nó sưng to. Gặp khách thì dễ chốt hợp đồng. Em mời sếp ạ. Ăn gì bổ nấy. Nấy gì đây? Chim. Rồi, nhà mình cái chúc sức khỏe hả sếp ơi? Dạ, kính sếp ạ. Chúc mừng chủ nhà đấy. Ừ.
Ngọt quá. Ngon à, cũng ngon đấy. Có để sót thế nào đâu. Tôi xin phép ạ. Thằng Tuấn làm anh ngạc nhiên. Ở công ty trông nó rất hiền. Quán xếp nước cũng khiến bọn em khó tin. Trên công ty anh oai phong năm. Nhưng trước khi làm nhi trượng phu, hôn thua nhau cái lúc lên giường. Anh phải khiến cho con vợ anh sướng mê. Rồi thì mình bao sao nó cũng nghe mình. Con vợ đâu? Anh gọi em. Giấy vệ sinh xếp lau mồm. Mua thùng bia mang về đây. Mua bia gì? À thì bia có cồn. Trời ơi. Tuấn à? Dạ. Bí quyết gì mà chú quát vợ chú cứ ầm ầm lên như hổ mà vợ chú cứ ngoan ngoãn như con mèo. Nhìn chú quát vợ anh thấy thèm quá. Dạ, đơn giản thôi. Em nghĩ nhé, bản lĩnh đàn ông không phải lúc ở ngoài đường mà phải cả khi trên giường ạ. Cứ phải để cho vợ nó mãn nguyện thì nó mới nể mình anh ạ. Bí quyết của em đơn giản cực. Em dùng thuốc. Ôi trời ơi. Sếp ơi, sếp có hút thuốc bao giờ đâu mà tự nhiên lại hút thuốc lào này hả? Anh ơi. Ui giời. Đây 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 đây. Sếp ơi, sao tự nhiên sếp lại hút thuốc lào hả? Chú bảo bí quyết của chú dùng thuốc. À, khổ quá, không phải là cái thuốc lào này mà là cái này cơ ạ. Strong Man Plus. Đây. Strong Man Plus. Plus. Vâng. Dạ đây ạ. Đứng lại ngay. Thôi mình ơi, đêm vừa xong, sáng đã đòi. Đứng lại ngay. Mau vào đây. Em xin mình. Em đuối rồi. Ôi sếp, sếp, sếp ơi. Dạ, hôm nay chúng em đến làm lại bữa tất niên hôm trước ạ. Dạ, dạ, dạ. Thôi hôm nay các cô, các chú thông cảm. Đi về đi. Cháu nó đang bận. Ơ, cháu nào hả sếp? À. Là như nào? Là đi về. Sao lại về? Ôi giật hỏi nhiều. Đi về, đi về, đi về. Ok, ok, thế lên nào. Strongman Plus, gấp đôi sức mạnh đàn ông.